Dạ, chị quay đi chị. Dạ, em sinh năm 98 á chị Tú. Chào bạn Phúc Trần nha. Cảm ơn chị Tú nha. Dạ em đang ở Sài Gòn á chị, ở Bình Thạnh á. Chị ở đâu á chị? Không có gì. Mọi người vào nhớ follow cho mình nha. Dạ em ở Bình Thạnh mà gần trường Hotech đó chị. Dạ cảm ơn bạn An. Khi nào chị có dịp bên Sài Gòn thì chị nhắn em nha. Chị ở Nguyễn Cửu Vân là gần em á. Em ở chỗ Điện Biên Phủ á chị, gần trường Hotech á. Tính ra cũng gần em á.